À, nhìn tiết tấu đó cái điệu nhạc ta thấy đây là nhịp 6-8. Thì trong bài 6-8 này đó thì chúng ta thấy có đen chấm móc đơn rồi móc đơn thì coi như là một đen chấm và một phát, còn ba cái này là một phát, đây là đen chấm và một phát, ba cái này là một phát. Như vậy thì ta đoán ra bài này nhịp 6-8, bài này là thuộc xì đô đốc. Các bạn lưu ý là chúng ta thấy một cái đen chấm và những cái móc đơn thế này trong này thì chúng ta đoán đây là 6-8, nó sẽ thuộc lại điệu xì đô đốc. Vậy thì cái nhịp 6-8 nó sẽ có tới ba hình thức, là một cái là điệu vang, một cái là điệu hạnh phúc đó. Chúng ta thấy nên định nghĩa kỹ cái này thì đó là điệu điệu xì đô đốc các bạn. Nhiều bài tương tự như vậy đó. Chúng ta thấy đây nè, vậy thì trong cái bài này đã trắng chấm đó, nó sẽ là tới là hai phát, nó là hai phát, cái này một phát, nữa là ba phát. Người ta sẽ tưởng tượng là cái nhịp 6-8 này đã coi như là nhịp 24 các bạn. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu, vân vân. Vậy là điệu này là bài theo hình thức là điệu phốc các bạn thấy không? Như bài này, ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, vân vân. Thì đây tiết tấu này á thì là tiết tấu của điệu phốc các bạn. Ta đánh như vậy thì cũng giống như là nhịp 1, nhịp 2. Ta tưởng tượng nó giống như là móc đơn các bạn. Thì người ta viết cái này, tác giả viết cái bài này đó thì ta sẽ theo điệu phốc, đúng không? Hạnh phúc. Có những bài tương tự như là nhiều bài khác, chẳng hạn như bài FBI vân vân, đó cũng cái hạnh phúc. Nhưng cái loại này bây giờ hiếm. Là suy ra là nhịp 6-8 có 3 hình thức. Thứ nhất là xì đầu róc, thứ nhì là van, thứ ba là điệu hạnh phúc. Bản nhạc đó tiết tấu thì chúng ta nhìn cái là nhịp 3-4, các bạn thấy là trong nhịp 3-4 này nó sẽ có hai điệu các bạn, một là điệu vals, hai là điệu bossa. Thì ta nhìn ở đây nó để là van moderato, tức là điệu van trung bình, nhưng mà nếu không đề thì ta thấy là bài nhạc có nó trắng nó đen nhiều các bạn, thì chúng ta đoán nó là điệu van rồi đó. Đó điệu van, đây là điệu van. Bùm chát chát, hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi, vân vân. Đó là điệu van 3-4 mà chúng ta thấy có đen với trắng nhiều là điệu van, trong khi mà 3-4 các bạn nó không để gì hết, mà chúng ta thấy là nó có cái móc đơn này bạn, móc đơn mà đen chấm, móc đơn đen chấm thì chúng ta biết đó là điệu bossa rồi, không nó để đây thì chúng ta biết đó là điệu bossa. Nhiều khi nó không để thì chúng ta cũng có thể là đoán được bossa. Mà các bạn lưu ý có một loại hình thức là bài nhạc nó có nhiều móc đơn, 6 móc đơn liên tục trong một bài, thì cái đó nó không phải là bass tông mà nó là điệu van các bạn. Bạn nhớ là hễ mà có đen chấm, móc đơn vân vân thì cái này là bass tông. Còn nếu mà nó nhiều móc đơn thì nó sẽ là điệu van. Nó khác nhau, các bạn lưu ý cái này. Vậy thì nhịp 3-4 nó có hai loại là van và bass tông. Nhạc sĩ Đỗ Lễ thì theo điệu bass tông. Còn cái bài này á hồi nãy là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Hãy Yêu Nhau Đi, tức là thay điệu van, thì tương tự có nhiều bài, chẳng hạn như là Bây Giờ Tháng Mấy thì đó là đại điệu, có những điệu phá cách, chẳng hạn như bài Sa Ngang này có thể người ta đánh theo rumba đó các bạn, hay là những bài của Đỗ Lễ đó, bài của Vũ Thình An đó. Bossa nhưng mà ta sẽ đánh thành rumba, vậy thì cơ cấu nhạc nó sẽ biến đổi hết, nó đổi thành rumba, tức là cơ cấu nhạc nó đổi hết, giống như trong cái bài Happy Birthday là điệu 3-4, mà khi chúng ta đánh nhanh lên disco thì cái cơ cấu nó sẽ lão phát, nó sẽ biến hết, tức là điệu van có thể bị biến thể thành điệu disco vân vân. Tại đó là hình của điệu, chúng ta để ý là cái điệu xì đô đốc chúng ta thấy là ta để ý trong bài nhạc mà nó có cái liên ba móc đơn các bạn, nhiều liên ba móc đơn như thế này thì chắc chắn bài đó là thời thuộc xì đô đốc rồi. Thỉnh thoảng có những số bài hành khúc cũng có liên ba nhưng mà ít, thì trong bài này là xì lỗ đốc. Người ta cần chia ra là xì lỗ đốc mà chúng ta có cái nó tròn này dừng ở đây đó, thì tức là chúng ta có quyền là hát tắt xe, tức là ta sẽ vô nhạc ở đây, người ta gọi là xì lỗ mùi đó các bạn, xì lỗ đốc liên ba tức là xì lỗ đốc. Và đặc biệt là có một loại xì lỗ đốc khác là nó không có liên ba mà nó chỉ có đen chấm móc đôi móc đơn vân vân, đây cũng là xì đô đốc. Nhưng mà các bạn nhớ là ở trong này đó thì đô đốc này chúng ta có thể đánh thành xì đô sọp được.
cần phải biến thể từ lâu sau, vân vân. Tại vì chúng ta ghi đây là sự lâu sơ rock, nhưng mà có nhiều bài bài nhạc của Trịnh Nguyễn Sơn đó. Như bài một số bài đó, thì đánh sự lâu sơ được, tại vì nó có liên ba đó. Thì chúng ta đánh ngắt ra sự lâu sơ được, bao lưu ý đó là cái tiếng tống được sự lâu rock. Cái này là thứ 2-4 và 4-4. Còn sự lâu sau ta là ta để ý trong bài hay có cái liên ba, liên ba mà liên ba nó đen các bạn, liên ba ba cái bằng hai phát, tôi thấy liên ba đây là liên ba. Thì thường bài nhạc mà có liên ba này hoặc là nó đen chấm này với cái mốc đơn này đó, thì tiết tấu của nó là tiết tấu của bolero hay là ballad, ballad nhanh vân vân. Có những bài nhạc có xì lô sợp nhưng mà nó vẫn có cái tiết tấu này đó. Thì tao để ý là bài nhạc nó khác với lại cái liên ba mốc đơn. Thì bài nhạc là mà có liên ba, nó xài nhiều cái liên ba đen rồi đó, thì nó là nó biết chắc chắn là bolero các bạn. À, các bạn lưu ý cái đó. Tức là bài nhạc là đánh thêm bolero rumba hay là ballad. Chẳng hạn như cái bài một lời đại trang này cũng vậy, trong đây có liên ba này các bạn thấy không? Nhưng mà tùy theo trong những bài để ta ra điểm hát cho tốt thì chúng ta phải coi cái cách của nó. Đây là những bài như ở cái tiết tấu này thì cũng là có thể đánh được, nó không có có liên ba nhưng mà có thể điều được đơn được bolero. Mà thường thường qua điệp khúc thì người ta hay chuyển tấu cái bốp ba, nhưng mà tùy theo cái tình hình của cái tiết tấu của cái điệp khúc mà chúng ta sẽ áp dụng bốp ba nào cho cái thích hợp. Có khi ta đánh xì lô sọc đã phát vân vân, các bạn lưu ý như vậy. Thì tóm lại là bài nhạc mà có liên ba đen nhiều đó, có khi liên quan đến cháu của điều chúng ta để ý là cái điều gì tốt đó.